Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Tình trạng sức khỏe và bệnh lý của Đức Thánh Cha Edward Pantin tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị và anh chị em, ký giả Edward Pantin của tờ National Catholic Register vừa có bài tường trình sau từ Roma về tình trạng sức khỏe và bệnh lý của Đức Thánh Cha Francisco. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Đức Thánh Cha Francisco dự kiến sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện trong khoảng 7 ngày. Trừ trường hợp có các biến chứng. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết như trên hôm thứ Hai ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha đã được đưa vào bệnh viện Gemelli của Roma vào chiều Chủ nhật để tiến hành một cuộc phẫu thuật theo một kế hoạch đã được dự trù trước liên quan đến ruột kết của Ngài. Trong một tuyên bố ngắn vào sáng thứ Hai, ông Bruni cho biết vị giáo hoàng 84 tuổi đang ở trong tình trạng tổng quát tốt, tỉnh táo và tự thở được. Ông nói thêm rằng cuộc phẫu thuật hẹp đại tràng được thực hiện vào tối ngày 4 tháng 7, bao gồm một cuộc phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột kết bên trái và kéo dài khoảng 3 giờ. Stenosis là thuật ngữ y tế chỉ sự thu hẹp một đường ống trong cơ thể. Trong trường hợp này là ruột. Bệnh đại tràng, diverticular, là tên được đặt cho một căn bệnh trong đó các chi nang hay các túi nhỏ nhô ra từ các bức tường trơn nhẵn bình thường của đại tràng. Theo trường y của Đại học Harvard, căn bệnh này rất phổ biến, khoảng 2/3 số người Mỹ mắc bệnh này dưới dạng này hay dạng khác trước tuổi 85. Nó thường không gây ra vấn đề lớn và có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, bệnh có thể dẫn đến viêm chi nang, diverticulitis, nghĩa là các túi hoặc nang nhỏ trong đại tràng bị viêm hoặc bị nhiễm trùng. Các triệu chứng bao gồm đau bụng, thường là ở bụng phía dưới bên trái, táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn, ói mửa và sốt. Đức Thánh Cha Francisco được báo cáo là mắc chứng hình thành khe hẹp, stricture formation, một biến chứng của bệnh viêm chi nang hiếm gặp có thể gây ra từ những đợt tái phát của bệnh này. Trường y học của Đại học Harvard giải thích rằng trước tình trạng viêm lặp đi lặp lại, một phần ruột kết bị sẹo và thu hẹp lại. Các bác sĩ gọi việc thu hẹp như vậy là một sự hình thành khe hẹp cần phải có sự can thiệp của các bác sĩ phẫu thuật để khắc phục vấn đề ngõ hầu phần có thể đi qua mà không bị cản trở. Đức Thánh Cha vừa trải qua hemicolectomy, tức là phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột kết để loại bỏ phần bị ảnh hưởng. Phẫu thuật này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hệ tiêu hóa của một người. Đức Giáo Hoàng đã được đưa vào bệnh viện Gemelli vào chiều Chủ nhật. Khuya Chủ nhật, Vatican đưa ra một tuyên bố cho biết Đức Thánh Cha đã phản ứng tốt với ca phẫu thuật được tiến hành dưới dạng gây mê toàn thân. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi bác sĩ Sergio Alfieri với 3 bác sĩ phẫu thuật khác hỗ trợ và 4 bác sĩ gây mê. 2 bác sĩ khác cũng có mặt, trong đó có bác sĩ Roberto Bernabe là bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng, là người mà Đức Francisco đã bổ nhiệm vào tháng 2 thay cho bác sĩ Fabrizio Socorsi qua đời vì các biến chứng do coronavirus gây ra hôm 9 tháng Giêng. Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành những ngày còn lại trong các phòng bệnh giống như Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã từng sử dụng, cụ thể là trên tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Chỉ một số lượng rất nhỏ nhân viên y tế được phép vào tầng này và an ninh sẽ vẫn được thắt chặt ngay cả khi Ngài đã về Vatican. Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã 7 lần phải vào bệnh viện Gemelli, khiến Ngài gọi đùa bệnh viện này là Vatican thứ 3. Vatican thứ 2 là dinh thự mùa hè Castel Gandolfo. Đây là lần đầu tiên các phòng này sử dụng kể từ khi chúng bị đóng cửa để tu sửa sau khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo qua đời vào năm 2005. Đức Thánh Cha Francisco vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè kéo dài một tháng, thì Ngài phải nhập viện vào hôm Chủ nhật. Như những năm trước, Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ nghỉ hè tại chỗ, tiếng Anh gọi là staycation, để đối lập với từ vacation. Như thế, sau khi xuất viện, Ngài sẽ ở lại nhà Santa Marta trong tháng 7. Tất cả các buổi chiều yết chung đều bị đình chỉ ngoại trừ buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật. Trong thời gian đó, Ngài dự kiến sẽ sử dụng thời gian để làm việc với các tài liệu và tổ chức các cuộc họp riêng. Theo thông tấn xã Catholic News,
gọi tắt là CNA, Đức Thánh Cha Francisco chỉ có một ca phẫu thuật khác trong suốt 8 năm làm giáo hoàng là phẫu thuật đục thủy tinh thể vào năm 2019. Đầu năm nay, Đức Giáo Hoàng đã buộc phải bỏ lỡ một số sự kiện công cộng do cơn đau thần kinh tọa tái phát vào cuối năm 2020. Đức Francisco đã phải chịu đựng tình trạng đau đớn trong vài năm. Tập Cận Bình đánh dấu 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách cam kết sẽ bẻ gãy đầu bất kỳ ai cố gắng bắt nạt Trung Quốc. Asia News, cơ quan thông tin của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại cho biết hôm 1 tháng 7, Đại đế Trung Quốc Tập Cận Bình đã đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi tắt là CPC. Sử dụng một ngôn ngữ táo bạo và ngạo mạn, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng đất nước của ông sẽ bẻ gãy đầu bất kỳ ai cố gắng bắt nạt nó, bao gồm cả các nhà hoạt động ủng hộ độc lập của Đài Loan. Tập Cận Bình đưa ra lập trường trên trước đám đông 70.000 người đang tập trung tại quảng trường Tiananmen, nơi xảy ra vụ thảm sát năm 1989. Thủ đô Bắc Kinh đã được đặt trong tình trạng an ninh chặt chẽ trong dịp kỷ niệm này. Trong bài phát biểu của mình, ông Tập đã ca ngợi đảng cầm quyền về những tiến bộ mà đất nước này đã giành được trong những thập kỷ qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Theo quan niệm của ông, CPC là một cùng với người dân và quốc gia. Tuyên bố này nhằm làm suy yếu lập trường của Hoa Kỳ rằng các chính sách chống Bắc Kinh của Mỹ không phải là chống lại người dân, mà chỉ chống lại sự lãnh đạo của Trung Quốc. Người tiền nhiệm của ông Tập, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, là người từng là thủ tướng dưới thời Hồ Cẩm Đào, đã có mặt tại buổi lễ. Các thành viên của phe Thượng Hải đã không tham dự. Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và thủ tướng Chu Dung Cơ đã không tham dự buổi lễ. Cả hai đều đã ở độ tuổi 90, nên sự vắng mặt của họ có thể là do sức khỏe kém. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, cả hai người đều không ưa ông Tập. 100 năm là một khoảng thời gian dài với nhiều chính sách sai lầm tai hại của CPC. Tuy nhiên, bọn cầm quyền Trung Quốc muốn tô đậm những thành tích mà thôi. Họ tuyên bố đã xóa bỏ được tình trạng nghèo đói tuyệt đối ở nước này vào tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên, các nhà phê bình chỉ ra rằng ngưỡng đo nghèo đói của Bắc Kinh là quá thấp. Dữ liệu do South China Morning Post đưa ra cho thấy 13% dân số Trung Quốc vẫn sống dưới mức nghèo khổ. Khi đưa ra những lời đe dọa chống lại các nước thù địch, đặc biệt là Hoa Kỳ, ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không còn có thể bị đối xử như trong thời kỳ hoàng kim của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc nói rằng đất nước của ông không muốn lấn át các quốc gia khác, nhưng tìm cách phát triển hợp tác quốc tế thông qua sáng kiến vành đai và con đường tơ lụa mới, một phương tiện để Trung Quốc đóng vai trò hàng đầu trên thị trường toàn cầu. Đại đế Tập cũng không quên nhắc lại rằng đổi mới đất nước cũng liên quan đến việc thống nhất với Đài Loan. Ông Tập cho biết mục tiêu là đạt được kết quả một cách hòa bình. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng bất kỳ âm mưu nào nhằm mang lại tư cách một quốc gia độc lập cho hòn đảo này sẽ bị kiên quyết chống lại. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan đã phản ứng ngay lập tức trước những lời nói của ông Tập. Trong khi thừa nhận sự phát triển kinh tế nhất định dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc, hội đồng lưu ý rằng Đảng cầm quyền trong quá khứ đã tạo ra biết bao những đau thương cho người dân Hoa Lục và đến nay vẫn là một chế độ độc tài chà đạp lên quyền tự do của người dân Trung Quốc và gây ra mối đe dọa cho an ninh khu vực. Hoa Kỳ dường như đã im lặng trước những lời cảnh báo của ông Tập. Hôm qua, Washington tuyên bố khởi động lại các cuộc đàm phán cho một thỏa thuận thương mại với Đài Loan đã bị trì hoãn trong thời gian chuyển tiếp từ chính quyền Trump sang chính quyền mới. Đối với Hương Cảng, ông Tập tiếp tục giữ một vòng vây chặt chẽ đối với thuộc địa cũ của Anh. Theo Đại đế Trung Quốc, công thức một quốc gia hai hệ thống là nền tảng của quyền tự trị hạn chế của lãnh thổ, cũng phải bảo đảm an ninh quốc gia. Điều này trước hết có nghĩa là không có chỗ cho các cuộc biểu tình chống chính phủ của các nhóm ủng hộ dân chủ. Tại Hương Cảng, ngày 1 tháng 7 là ngày tưởng niệm việc trao trả chủ quyền cho Trung Quốc vào năm 1997. Để đánh dấu dịp này,
chính quyền đã cấm tổ chức một cuộc tuần hành truyền thống hàng năm vì dân chủ. Để bảo đảm rằng lệnh cấm được tôn trọng, hàng nghìn đặc vụ cảnh sát đã được triển khai. Cho đến nay, 3 người đã bị bắt vì không tôn trọng các hạn chế. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com.